Đến thời điểm hiện tại thì mình cảm thấy khá là tiếc nuối vì năm nay sẽ không được tổ chức giải đấu AWC, thay vào đó là giải đấu APL. Giải đấu APL này mình thấy có phần thưởng khá là hấp dẫn, nên team mình sẽ vẫn cố gắng cho chức vô địch lần này. Đến với giải APL 2020 lần này thì tụi mình rất là hào hứng và mong đợi, vì đây là cơ hội để tụi mình cọ sát và chứng minh thực lực của bản thân khi giao đấu với những đội tuyển mạnh đến từ khu vực khác. Đây là lần thứ 3 mình được thi đấu ở giải quốc tế và mình cảm thấy rất là hào hứng và tự hào khi được đại diện Việt Nam tham dự giải quốc tế lần này. Và cái này cũng là cơ hội để mình sửa những sai lầm ở giải quốc nội. Lại một lần nữa mình được tham gia vào một giải đấu quốc tế và cũng đã lâu rồi mình mới quay trở lại. Thì mình rất hào hứng với giải đấu sắp tới. Theo mình thì mỗi khu vực họ có một phong cách đánh riêng. Như GCS thì họ thiên về đánh kiểm soát, còn Thái Lan thì họ thiên đánh về giao tranh. Nói về Việt Nam, đây là sự kết hợp giữa Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Một sự kết hợp giữa lối đánh kiểm soát cũng như là giao tranh liên tục. Để đánh giá cao nhất khu vực nào thì mình thấy sẽ là GCS và Thái. Mình vẫn nhìn Thái hơn, vì khi đội tuyển Việt Nam và Thái gặp nhau thì hai lối chơi tương đồng về lối đánh thì kết quả sẽ khá là khó đoán. Vì Thái Lan đang là một quốc gia sở hữu rất là nhiều tuyển thủ trẻ cũng như là những tài năng mới, nên việc mà đóng bài cũng như là kiểm soát lối chơi của Thái Lan rất là khó. Nếu nói về ba lối đánh này, mình đánh giá cao nhất là lối đánh của Việt Nam, bởi đó là sự kết hợp của hai lối đánh và có khả năng thích nghi cao nhất. Đối với mình thì đội tuyển mạnh nhất ở cái giải đấu APL lần này đó chính là team Flash. Đó là Flash. Cũng là team Flash. Thì team Flash dù gì cũng là đương kim vô địch rồi. Đối với mình thì đội tuyển đáng gần nhất và đáng gặp nhất thì chắc chắn sẽ là Mệt Team. Vì ở trận chung kết AWC 2019 thì bọn mình đã thắng Mệt Team ở trận chung kết với tỷ số là 4-3. Nhưng theo mình thấy thì tỷ số này vẫn chưa trả đủ món nợ ngày xưa mà Mệt Team đã gây ra cho bọn mình. Ở APL 2020 lần này, Sài Gòn Phantom sẽ có sự thay đổi lớn về layout và vị trí thi đấu để hoàn thiện hơn so với đấu trường danh vọng. Và sự thay đổi này mình muốn giữ bí mật. Với sự thay đổi về đội hình và việc Kenji tham gia vào Fast TV thì Ken là người đã có thời gian đánh và hy sinh cho ARA rất là nhiều ở đội cũ. Thì việc Ken vào sẽ là mảnh ghép giúp cho Fast TV cũng như là ARA sẽ tốt lên trong thời gian tới. Còn Hero là một người chơi rất là đa năng và việc Hero chuyển từ rừng ra đường giữa sẽ là chìa khóa giúp cho Fast TV khỏa lấp những vấn đề còn tồn đọng trong đội hình. Với những sự thay đổi như vậy thì Fast TV sẽ có sự ứng biến cũng như là cách chơi linh hoạt hơn trong giải đấu APL sắp tới. Ở APL 2020 lần này cũng sẽ là cơ hội tốt cho KA, Dame và mình tìm lại được phong độ đỉnh cao. Có thêm thời gian cho Lắc hoàn thiện được bản thân và gắn kết hơn với cả đội. Đây cũng là lần đầu tiên mà các thành viên như Bân và Red được tham gia giải quốc tế. Sẽ là cơ hội lớn hơn bao giờ hết được các tài năng trẻ này được phô diễn kỹ năng của mình. Và quan trọng hơn là góp phần vào thành tích chung của Liên quân Việt Nam AOG. IPL 2020 sẽ là sân chơi rất tốt dành cho những thành viên còn non trẻ của Fast TV, giúp cho họ có thể trao dồi kinh nghiệm cũng như là được cọ sát với sân chơi quốc tế. Và cũng vì thành tích chung của đội tuyển AOV Việt Nam. AOG đang là một khu vực được đánh giá cao. Điều đó vừa làm mình cảm thấy tự hào nhưng là áp lực rất lớn vì thành tích cá nhân đội tuyển sẽ tính chung vào thành tích của cả khu vực. Một mình team Flash không đủ để đưa đấu trường danh vọng trở thành khu vực mạnh nhất APL mà cần sự hợp lực của cả 4 đội tuyển Việt Nam. Hơn nữa thì giải đấu này chất lượng chuyên môn cũng khắc nghiệt hơn rất nhiều khi có top 4 của cả Đài và Thái. Mọi thứ đều là ẩn số và khó lường hơn AWC. Áp lực hơn nữa dành cho team Flash ở giải đấu này vừa là đương kim vô địch thế giới nhưng cũng là lá cờ đầu của giải AOG. Vì vậy toàn thể team Flash đang phải rất là nỗ lực để bảo toàn danh hiệu vô địch. Chắc chắn mục tiêu của đội mình sẽ là tiến vào chung kết để nâng cao thành tích so với những mùa giải trước. Ở những giải quốc tế trước từng gây rất nhiều thất vọng cho người hâm mộ. Với IPL 2020, Sài Gòn Phantom sẽ tìm lại bản sắc chính mình để cống hiến cho những fan luôn tin tưởng và theo dõi Sài Gòn Phantom suốt những thời gian qua. Fast TV và các đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện cho thế giới thấy AOG là khu vực mạnh nhất thế giới. Tụi mình sẽ quyết tâm đưa AOG trở thành khu vực mạnh nhất IPL. Bọn mình sẽ quyết tâm đưa đấu trường danh vọng là khu vực mạnh nhất IPL 2020. Mình khẳng định AOG sẽ là khu vực mạnh nhất thế giới.